Thưa quý vị và các bạn, hóa đơn điện tử được xem là giải pháp hiệu quả trong công tác cải cách hành chính thuế, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hiện đại hóa quản lý thuế, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu ngân sách. Trên địa bàn huyện đến nay, 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã chuyển đổi hóa đơn giấy sang dùng hóa đơn điện tử và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc áp dụng hóa đơn điện tử, công ty trách nhiệm hữu hạn May Mạnh Quang nhận thấy việc này mang lại nhiều lợi ích. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với độ chính xác và bảo mật cao, trở thành giải pháp quản trị doanh nghiệp hữu hiệu. Dùng hóa đơn điện tử thì rất có nhiều lợi ích, là mình sẽ không phải vất vả khi mà xuất hóa đơn xong lại phải vận chuyển gửi đi cho khách hàng. Thứ hai là mình ở đâu mình cũng có thể xuất được hóa đơn, rất là tiện. Mình bận việc mà mình đi đâu chẳng hạn thì mình chỉ cần cầm theo chữ ký số là mình có thể xuất được hóa đơn. Tra cứu thống kê thì rất là tiện lợi và không để bị sót hóa đơn. Khi được tuyên truyền và hiểu về những tiện ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử, chị Vân quyết định thay đổi thói quen viết hóa đơn giấy, đầu tư trang thiết bị để sử dụng hóa đơn điện tử mang lại hiệu quả lâu dài. Ngay từ đầu ấy thì là không hiểu gì thì nhờ cán bộ thuế, là các anh ấy có gây chị hướng dẫn. Hướng dẫn thì mình bắt đầu mình tập làm thì nói chung là bây giờ qua một quá trình thì cũng có một thời gian rồi thì thấy nó cũng có nhiều cái nó thuận tiện cho việc mình bán hàng nhập hàng, và thấy nó cũng có nhiều cái là ví dụ như là mình báo cáo thuế đấy là có sẵn ở trên phần mềm. Để quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử mang lại hiệu quả, Chi cục thuế Tân Yên Yên Thế đã thành lập và duy trì hoạt động của tổ hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử, tích cực tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, duy trì ổn định hệ thống dịch vụ thuế điện tử. Tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình sử dụng, kịp thời khắc phục những cái lỗi, những cái vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế, để từ đó người nộp thuế kịp thời xuất hóa đơn để phục vụ trong quá trình sản xuất, bán hàng hóa dịch vụ. Đồng thời phối hợp với các cái đơn vị cung cấp để mà kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, mà việc sử dụng hóa đơn điện tử còn đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh gây thất thoát cho ngành thuế. Bên cạnh đó, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.